Thưa quý vị, Covid-19 kéo dài trong 2 năm qua đã tác động đến đời sống của người dân, nhất là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm triển khai các chính sách hỗ trợ đối với người nghèo. Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, công tác giảm nghèo được đa dạng hóa bằng nhiều phương thức khác nhau. Xác định phương châm, an cư rồi mới lạc nghiệp, chương trình hỗ trợ sửa chữa xe mới dở cho hộ nghèo là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác an dân xã hội là một trong những trường hợp được tiếp cận chính sách này. Gia đình chị Nguyễn Thị Huệ, phường Hải Châu Một được hỗ trợ số tiền 60 triệu đồng để sửa lại căn nhà cấp 4 đã xuân cấp trầm trọng, trọng, trở thành căn nhà khang trang. Giờ đây, gia đình chị không còn thấp thỏm lo âu trong những buồn mưa bão. Nhà cửa thì cũng sạch sẽ, ổn định. nói chung ông già bà già già rồi cũng đỡ lo mình đi làm nó mình cũng yên tâm để đi làm ăn còn đây là một buổi trao hỗ trợ phương tiện sinh kế cho hộ nghèo được phường An Khê, quận Thanh Khê tổ chức vào tháng 7 vừa qua. Tuy giá trị không lớn, nhưng những phương tiện sinh kế đã giúp cho các hộ nghèo còn có thể tự chủ về kinh tế để từng bước vươn lên thoát nghèo. Thì hỗ trợ phương tiện sinh kế hết sức quan trọng. Cái này thì trên địa bàn phường thì chúng tôi đã hỗ trợ phương tiện sinh kế kịp thời để đảm bảo cho các hộ những hộ nghề, hộ cận nghề, phát ngày một cách bền vững và để có hướng để làm ăn phát triển lan vươn lên để tạo điều kiện cho các em các hộ nghèo được học tập đến thời đến chúng, thành phố đà nẵng cũng chú trọng triển khai các chương trình tiếp sức đến trường hỗ trợ học bổng Tính đến cuối năm 2021, các chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch giảm nghèo 2019-2021 tại thành phố đều đạt và vượt kế hoạch. Các chỉ tiêu về vốn, y tế, giáo dục, chính sách bảo trợ xã hội, đảm bảo 100% người nghèo, hộ nghèo được tiếp cận. Chính sách về giờ ở vượt 109,17%. Đặc biệt, 100% con hộ nghèo, hộ thoát nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận được chính sách ưu đãi giáo dục về miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập. 100% hộ nghèo có nhu cầu vay vốn được hỗ trợ vay vốn. 100% hộ nghèo thuộc gia đình chính sách người có công thoát nghèo trong giai đoạn tới thì sở sẽ bám sát vào cái nghị quyết của hội đồng nhân dân gồm có hai nghị quyết một là cái nghị quyết về chuẩn nghèo hai là cái nghị quyết về các chế độ chính sách cho các hộ nghèo thì sẽ bám vào cái đó để xây dựng chương trình để giảm nghèo trong thời gian tới hiện nay công tác đào tạo nghề cho người thuộc hộ nghèo hộ cận nghèo gặp nhiều khó khăn do đa số người lao động thuộc hộ nghèo lớn tuổi trên độ học tập còn thấp một số địa phương chưa chú trọng chiều đến nhóm giải pháp hỗ trợ giảm nghèo bền vững, nhất là giải pháp hỗ trợ hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Giai đoạn 2022-2025, thành phố Đà Nẵng phấn đấu giảm hộ nghèo còn sức lao động chuẩn thành phố hàng năm từ 1 đến 1,5%, phấn đấu đến cuối năm 2025 không còn hộ nghèo còn sức lao động theo chuẩn thành phố. Giai đoạn 2026-2030, thực hiện mục tiêu giảm nghèo tra chiều bền vững, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện cho người nghèo hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản nâng cao chất lượng cuộc sống